Ok ha, hello gọi mọi người. Hôm nay mình tiếp tục đi làm taxi nha bạn. Taxi Mai Linh tiếp tục mà hôm nay sẽ đi chở khách nữa đây. Ok. Có chuyến taxi rồi. Tới liền. Ok, có khách rồi. Lên đường chở khách thôi. Ok, tôi sẽ chở khách nha. Tôi sẽ đi kiếm tiền nè mấy ông ơi. Làm nghề taxi Mai Linh này cũng kiếp bộ mà ngày kiếm gán chạy đẹp đẹp cho nó bo nhiều ha. Đây đây đây, taxi tới đây. Lên em. Let's go. Mày đi đâu đây? Mình sẽ chạy thiệt nhanh này, thiệt an toàn để cho nó bo nhiều tiền nha. Có taxi phía trước à. Ok, taxi đồng nghiệp. Taxi chạy quá kiểu như quá à, dạ xin lỗi nha, lo ngồi nhảm nhảm cuối cùng đụng cái, xin lỗi bạn rất nhiều nha. Chuyến taxi của chúng ta sẽ không bị chậm trễ đâu, mình cứ yên tâm vào cái tay lái của tôi đi. Mọi người nhớ đặt cái yêu cầu với mình thực hiện nha bạn. Đó trời, xe chạy ngu không đó, taxi phá lên Fury Red đầu chạy đó. Ê, lật xe, trời. Lần đầu chạy mà xe cái taxi này nó chạy muốn lật xe luôn các bạn. Chạy ghê gớm không? Hở hai cái xe lên luôn. Chuyến đi bão tố thì chứ. Không ngờ chiếc taxi này cái phuộc nó nhúng tới vậy, nó mất cân bằng chiếc xe. Thôi. Cho tôi qua lộ, qua lộ nha. Ok. Xin được đường qua lộ rồi. Thằng này đi khu vui chơi á ta, đi khu đi Vinpearl nè. Chở khách đi Vinpearl chạy về nó mới phê. Khu vui chơi Vinpearl trong Gatha năm. Đó, taxi chạy phải gành đường. Đó, tới Vinpearl đó. Khởi giới trò chơi. Thắng rồi. Quá nhẹ nhàng luôn bo anh ơi. Bye bye. Bò 95 đô được. Không có cửa luôn kìa. Thì ghét gì chứ. Không có cửa này coi. Trời ơi, cái cửa đóng cũng ngu nữa. Hey, what you got, dispatch? This is dispatch. I got a job going right now. I'm on it. Ok. Đi đóng tiếp thôi. Thanks, driver. Location should be up on your GPS. Taxi hãng taxi Mai Linh hân hạnh tài trợ chương trình chạy taxi này. Đây, chạy ngược đường rồi, phải vòng lại. Taxi đâu? Đây, sao đây trời, thằng đi bằng như có bo ba. Có bo tiền không? Không bo tiền thì đừng có hòng nha. Đó. Mình chạy siêu tốc lên ha. Mọi người nhớ đăng ký kênh mà để giúp kênh mà được 300 ngày được đăng ký nha. Sắp được rồi. Sắp nhận thêm nút play bạc thứ ba rồi. Let's go. Nếu được nút play bạc thứ ba thì cái kênh Hành Trung Gamer của chúng ta mình sẽ lại tiếp tục làm clip tiếp nha để kiếm nút play bạc thứ hai ha. Ok. Anh em hãy đợi đó, nếu đủ 300 ngàn đăng ký mình bắt đầu làm mình bắt đầu tiếp tục phát triển kênh Hành Trung Gamer nha bạn. Bây giờ mình sẽ phát triển cho kênh Hành Trung Gaming này lên tới 300 ngàn đăng ký đi, rồi kênh Hành Trung Gamer mình sẽ bắt đầu phát triển cho lên 100 ngàn đăng ký. Oh yeah. Nhanh quá nguy hiểm. Tăng tốc như một vị thần. Còn đi đâu vậy? Thằng này đi đâu ta? Đi đâu mà sao dữ vậy? Taxi mới chạy ra tới hẻo lánh này luôn. Mày mấy trăm đô tôi giết mày luôn chứ. Tài xế lái có tâm vậy.
phải đi đường đèo mà kiểu như chạy kiểu như fucking nhanh luôn. Không, ở bánh xe đó kìa. Xe này có phụ mắc cười chứ. Nó nói rồi. Ôi, mày bạc ti hả mày? Bo 100 đô hả? À? Ok, tạm một tạm chấp nhận đó, 100 đô cũng được. Quá nó nói mình là thằng loser kìa, kiểu như thằng thua cuộc. Đâu? Hãy taxi mai lên sẽ tới đây. Ồ, kể bên. Đúng, mình chạy tới, mình chạy chậm chậm thôi, chạy kiểu túc. Rồi lên xe rồi nói, phóng hết tốc độ. À đây. Tại em tới đây, taxi đây chị. Lên chị. Trời, ngồi ghế ngoài không chịu. Bà này có gì trai, ngồi ngoài mới chịu. Đổ đèo á, ok, đổ đèo hết, bá tốc độ nha. Ok rồi, chạy bá tốc độ luôn. Chạy non stop luôn, không phải dừng lại, non stop. Yes. Nghèo lắm vậy. Nhường đường. Trời ơi, chữ mình quá trời phát kìa. Mình bóc kèn nhường đường mà. Sẽ chạy đường tắt luôn. À, để, trời ơi, nhắm nó đụng rộ mày. Đi siêu thị các bạn. Bắt đầu passenger play ấy. Nó giật tiền kìa. À, bị giật tiền. Ui trời, mày đùa hả tao hả? Mày đùa hả? Bố mày đéo trả tiền hả? Hay đó. Hay đó, bố mày đéo trả tiền đúng không? Được, được, được. Này nè, trả tiền chưa? Trả tiền chưa? Dám hổ báo với anh hả? Cho vài chém nè, hổ báo. Này hổ báo. Nó hổ báo với mình về cái kết. Dám giật tiền taxi chứ trời, ba này ba liều. Xem dơ làm xem dơ không nè. Lao chùi sạch sẽ. Rồi đâm cho máy fit kế bên. Taxi đang tới. Đây đây đây. Em đây này ca, lên. Xảy xe nè, đó. Em làm biến em xe đầu lắm mày ca, em chỉ thích kiểu này thôi. Đó. Tránh đường biết. Cái gì? Mẹ cô trước mặt mày là khiêu khích nè. Đúng không? Chậm và đặt khiêu khích với Mercedes-Benz hả mày? Lỗi nha. Thằng lái Fast and Furious đây. Ây da, không sao đâu chị ơi, cái chiến này là kiểu như là em tạo dấu ấn cho chị đi, chị nhớ luôn số điện thoại em lại nha, lần sau em sẽ chở chị tiếp, tạo dấu ấn mà cho khách có, ủa cho anh cái cảm giác như là phiêu lưu mạo hiểm, nhờ ra không chết đâu đó, thấy không, đâu chết đâu, chỉ là những pha chặn ship của em thôi, diễn viên em mướn đó nè, à, bay núi nè. Đâu có gòn gì đâu anh ơi. Xe em đang rộ cho nó đó. Ờ, đi khò tay ra đóng cửa đó kìa. Xe đẹp không anh? Xe mới custom lên cho nó đó. Ooh.
Đó, đó. Ô, có gì đâu anh, cái chuyện bình thường ấy, ở sớm sớm mường này mà. Không, bánh bốn bánh còn nhà được, anh thấy cái xe của em không, em đang test độ bền cho anh xem thôi. Nhớ lưu lại biển số nha, 51A12345. Ê, chết, đụng con bò chết kìa. Đụng con hươu chết kìa bạn. Thằng biến thái. Tới nơi rồi nè, xuống xe bỏ tiền đi. Không bo đồng nào luôn. Taxi. Ok. Đây taxi đây. Đây, lên ngồi ghế này nè. Không dám lên ngồi ghế bên đây luôn. Bóp quá chịu. À, yes. Chết bà, xin lỗi nha. Vậy cái chết luôn. Xàm xí đú. Thì có hở. Chiếc taxi mà đây không còn nguyên vẹn nữa. Mình sẽ không được quyền sửa taxi nữa. Nè, này thì ép. Không, hở bánh nó kìa. Trời ơi. Taxi chạy vậy mới ngầu chứ. Xe đâu? Đây 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 em, đây em, đây ngồi cái đó đi anh. Trời ơi, anh không dám lên ngồi cái đó luôn, cái ghế mở cửa sẵn không chịu. Ok, anh sẽ được đi ưu tiên đường núi nha. Đường này là em tự sáng chế ra. Lão mà anh phê không. Về động cơ nó nào lên mùi đó, nơi anh cho tiền bôi nhiều nhiều em sửa xe đi. Em nghèo lắm rồi. Oh yeah. Liên tiếp là những pha lộn mèo của xe. Cái rồi nó bị đụng đầu rồi, nó mai hen rồi, nó bị đập đầu hay sao á. Bãi xuống đây luôn. Oh yeah. Em có lái được, em lái trên tường ra. Em dời xe qua. Không sao đâu anh, xe còn chạy tốt mà. Xe này bán cũng còn tiền lắm á. Đùa chứ. Chưa có nhỏ mới nói nó hết xe mình kìa. Nè, để em vuốt góc cho anh biết cái cảm giác bay nè. Biết cảm giác hết ưu phiền. Oh yeah. Dạ anh đã bị nổ tung. Tới nhà anh chưa? Đây. Ship tặng giường. Không sao đâu. Mày đã thấy quá nhiều rồi. Mày đã thấy quá nhiều rồi. Một dao vì sự thấy quá nhiều. Hai dao ý. Trời ơi, em mới chém được thằng ấy rồi, thôi kệ, ẩu luôn. Dạ ok ha, video này sẽ kết thúc tại đây. Nếu bạn thấy hay đừng quên bỏ lại một like và subscribe channel của mình để giúp mình được 300.000 đăng ký nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.